Xin chào mọi người nhé. Hôm nay bên mình lại về được 5 chiếc hút ẩm Mitsubishi nhé mọi người nhé. Thì như mọi người cũng có thể là tìm hiểu, thì riêng những cái dòng hút ẩm Mitsubishi này thì cái chế độ hút ẩm của nó thì phải nói là nó cực kỳ xuất sắc luôn nhé mọi người nhé. Cực kỳ xuất sắc luôn, bởi vì là nó hút cực kỳ nhanh, và hai nữa là nó rất là khô ráo, nó hút với cái độ ẩm xuống đến tận 50% độ ẩm nhé mọi người nhé. Thì đây mình có thể quay thì mọi người có thể nhìn thấy là cái độ ẩm ở nhà mình gần như là không có luôn nhé mọi người nhé. Đây bên ngoài này, đây, bên ngoài ẩm thấp rồi là màu mỡ rất là nhiều đó. Thì đây con này thì mình cho hút ẩm, đây mình cho hút ẩm từ 4 giờ chiều nhé mọi người nhé, tức là rơi vào khoảng 3 tiếng rồi. Mọi người thì nhìn này, mực nước này đó, mực nước này mọi người nhìn thấy không? Đó, nước rất là chi là đục luôn. Đó. Này. Mitsubishi này, con này có đảo gió này. Con này mắc cái nhiệt độ xuống của nó 52% độ ẩm nhé mọi người nhé. Phải nói là cực kỳ khô luôn nhé mọi người. Đây, thông tin của nó này nhé mọi người nhé. Con này là hút ẩm Mitsubishi này, made in Japan nhé mọi người nhé. Điện 100V, đó, tần số 50/60. Đây là cái điện mức của nó nhé, 240W. Thì thật ra là có rất nhiều anh em bảo là thu hút ẩm thì bật điều hòa thì còn đỡ phải mất tiền mua máy. Thế nhưng mà nó thật sự quý vị các bạn này, một con điều hòa 9.000 BTU ở trong gia đình thì khi mà nó chạy thì ít nhất là nó sẽ rơi vào khoảng độ 1.200W đó. Thế nhưng mà cái riêng những cái dòng hút ẩm này mọi người có thể nhìn thấy này, chỉ có 245W thôi, nó tiết kiệm đến gấp 5 lần so với một con máy điều hòa nhé mọi người nhé. Nên là mọi người thật ra là chẳng không nên là so sánh những cái vấn đề đấy, bởi vì là mình thấy thật ra là so sánh thì nó hơi khập khiễng nhá mọi người nhá. Đó, hơi khập khiễng. Đây mọi người thì nhìn thấy dàn lốc của nó này. Đó, rất chi đẹp luôn. Đó, con này thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình nhé. 0963638495. Mình sẽ tư vấn báo giá cho mọi người. Đó, mà thường bên mình báo giá công khai luôn, con này là 6.500.000 nhé mọi người nhé, 6.500.000. Mọi người có nhu cầu gọi cho bên mình 0963638495. Hà Nội, khu vực Hà Nội thì mình sẽ lắp đặt bảo hành tận nhà nhé mọi người nhé. Ok, sau đây xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt.